Tiếp tục công việc anh chị. Vâng, căn nhà này bao hời luôn, đường thông, đường ô tô, vị trí đẹp, 2,15 tỏi thôi anh chị, sổ hồng riêng anh chị nhá. Em Hải chỉ review những bất động sản sổ hồng riêng thôi, và điều đặc biệt là review miễn phí. Anh chị nào cần review ạ, vào việc luôn ạ. Căn nhà của mình đây quý anh chị nhá. Khu dân cư ở kín hết rồi. Chỗ đây quý anh chị ơi, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần ngay ngã tư Chiêu Liêu này, chợ Đông Thành này, trục đường Lê Hồng Phong này, trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, trục đường Lê Thị Út quý anh chị ha. Loanh quanh 300-400 mét quay đầu hết anh chị nhá. Đó, rất là đẹp nha. Sổ hồng riêng, sang tên luôn, có hỗ trợ ngân hàng nếu anh chị mình mong muốn vay ngân hàng quý anh chị. Căn nhà này là nhà cấp 4 và có 2 phòng ngủ anh chị nhá. Đấy, chỗ này là cái phòng khách của nhà mình. Ở bên trong đây sẽ có 2 cái phòng ngủ anh chị. Phòng ngủ đầu tiên ở đây. Cái phòng ngủ số 2 đây. 2 phòng ngủ hẳn hoi. Chỗ bếp mình đây. Cái bếp nó hơi nhỏ tại vì nó dành cho 2 cái khu vực phòng ngủ thôi. Nhà vệ sinh mình mới đó. Đấy, quý anh chị ha. Căn nhà mà ở cái phân khúc bình dân mà điểm cộng là đường thông, đường ô tô, đường 7m. Nhà thì ở trung tâm, một cái vị trí ngã tư Chiêu Liêu và chợ Đông Thành cực kỳ đẹp. Tổng là 45m2. 45m2 anh chị nha. Thổ cư hết 100% luôn anh chị nha. Với bề ngang 4m, chiều dài hơn 11m anh chị. Hướng Tây Nam cho căn nhà của mình. 2,15 tỏi. Mình vẫn còn nói chuyện. Nếu anh chị nào thấy phù hợp cần một căn nhà như thế này để đón Tết, vào việc. Em xin cảm ơn.